thường mà khui ra thì coi như là bỏ cái trái sầu riêng nó rất là uổng luôn. Hi, chào mọi người, lại là Thường đây. Hôm nay Thường có chuẩn bị bánh rếp sầu riêng. Đây là bánh rếp sầu riêng và bánh phú sĩ ngàn lớp. Còn đây là sầu riêng ốc khỉ. Lần đầu tiên mình order cái trái sầu riêng này luôn đó. Tại vì nghe nói là nó béo nó ngon á, mà cái vỏ nó rất là mỏng luôn. Rất là mỏng. Mình thấy vỏ mỏng thiệt luôn á. Cái cơm, cái muối của nó rất là to cho nên là thường order thử. Nhưng mà đúng lý ra hôm nay là trời mưa, mình sẽ không có quay. Nhưng mà cái trái sầu riêng này là mua về hôm thứ sáu. Nhưng mà mình sơ ý là quên có dặn với cái chị bán đó là giao cho Thường cái trái chín ăn liền. Ai vậy chị giao cái trái còn xanh. Nhưng mà hôm đó là định khui ra quay luôn. Nhưng mà chị có nhắn tin rất là kỹ. Chị dặn là khi nào nó chín, tức là cái mấy cái gai này nè, mình bóp, mình bẻ nó mềm mềm, nó dẻo rồi chứ nó thơm thì mình mới cắt ra mình ăn. Còn nếu nó xanh thì không thể nào mà ăn xanh giống như mấy loại sầu riêng kia. Mấy loại sầu riêng kia thì khi mà còn xanh xanh đó, mình ăn nó sẽ hơi sột sột. Cái kiểu giống như nó khô mà nó sột sột, nó như nó sột sột thôi, ăn vẫn ngon. Còn cái loại này là đặc biệt xanh, nếu mà chưa chín thì nó sẽ rất là cứng. Chị nói nếu mà thường mà khui ra thì coi như là bỏ trái sầu riêng nó rất là uổng luôn. Cho nên là ráng để tới hôm nay ba ngày cái bánh này cũng vậy, cái rếp sầu riêng cũng vậy, là để 3 ngày mình để bỏ trong ngăn đầm, sáng mình mới bỏ ra. Để order 3 cái món này thì từ nhà thường đến trung tâm thị xã là rất là xa, hơn 8 cây hơn á. Cho nên là 3 cái này là mua 3 chỗ khác nhau luôn. Cho nên là mỗi lần mà mua order là mình phải chạy vào phân nửa đoạn đường là khoảng 4 cây để người ta giao ra đó rồi lấy về. Tức là mình sẽ đi 3 lần để lấy 3 cái thứ này, mà tại vì không có order được chung một khung giờ, người ta không có giao được, cho nên là phải rất là bất tiện, rất là cũng hơi bị cực. Cho nên là hy vọng các bạn xem video hãy cho Thường một like, một đăng ký và nhớ ấn vào biểu tượng trên theo dõi để luôn nhận được những thông báo mới nhất của Thường ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Rếp sầu riêng thì mình đã từng ăn rồi, còn bánh sầu riêng phú sĩ này ngàn lớp này thì mình chưa từng ăn, để ăn xem nó như thế nào. Đặc biệt là ốc khỉ nè, chưa ăn bao giờ luôn. Mình ăn rếp sầu riêng trước đi ha. Cái chỗ này bán thiệt tình là cảm thấy rất là cute, phô mai que. Tại vì cái hộp cũng đẹp nữa, mà cái miếng giấy này nó cũng đẹp nữa. Mà mọi người hôm nay thường sẽ ăn rất là ngon miệng. Tại vì nôm nao từ bữa thứ 6 tới bây giờ 3 bữa rồi nên là cam chắc chắn là sẽ ngon. Mà mọi người toi sầu riêng không luôn. Kem rất là ít, rất là nhiều sầu riêng. Giá mốt mình sẽ thử cái bánh màu xanh. Ngon thiệt luôn á. Lần trước thường ăn cái bánh rếp sầu riêng ở cái chỗ kia rồi, mình cảm thấy không có ngon lắm. Còn bánh này bột rất là mịn, đặc biệt là sầu riêng rất là nhiều. Cái miếng giấy nến để lót cái bánh cũng rất là đẹp nữa, dễ thương ghê luôn. Rất là ngon luôn. Thôi mình để lát tí mình ăn nữa. Bây giờ mình thử sầu riêng nha. Tay thường đã vệ sinh rất là sạch rồi, cho nên là cái vấn đề mà dơ tay thì mình thường không sợ nha. Cái muối sầu riêng này thật sự rất là to. Nó to ơi là to lần đầu tiên thường thấy. Hôm nay thường thấy ở trên Face. Wow. Cái vỏ nó mỏng, mỏng kinh khủng luôn phải. Cái loại sầu riêng này là cái loại mỏng vỏ nhất từ trước tới giờ thường thấy á. Wow. Thật là to luôn. Hổng à. Cái hạt lép. Cái này là cái muối lép cho nên nó hơi sọc sọc mấy bạn. Béo ghê luôn á. Nhưng mà cảm giác hình như nó không có ngọt bằng cái sầu riêng lúc trước mình ăn. Mình quên là loại gì rồi. Sầu riêng hạt lép hay là sầu riêng củ qua mình quên. Nhưng cái này là nó béo nhưng mà nó ngọt vừa.
Thường định mang bao tay, nhưng mà mang bao tay có dễ, thật sự là ăn cảm giác nó sẽ không ngon bằng mình bóc bằng tay. Phải nói là một muối sầu riêng ngầm bạc luôn á. Cái muối rất là to nhưng cái hạt rất là đẹp. Mình không biết là cái trái sầu riêng này nó như vậy hay là cái đặc tính nó như vậy hay là do mình ấy mình khui nó chưa chín lắm á. Ở trong thì nó hơi sọc sọc. Hôm nay trời mưa mà ăn bánh rip kem nó hơi không đúng, nhưng mà nếu mà bạn thèm thì ăn vẫn cảm thấy ngon thôi. Hộp này hơi to, nó mỏng nhưng mà nó hơi to. Đi xuống. Đúng thiệt luôn, cái loại này nếu mà nó sượng rồi là nó ngộ lắm bạn. Cảm giác ăn ngộ ngộ. Cái hộp này đúng là lép luôn á. Rất là mỏng luôn. Ăn xong cái muối sầu riêng là muốn ngán luôn. Cái này nó bị sượng mấy bạn. Ăn vô giống như mà ăn kiểu cái trái xoài Thái á, mà nó gần chín á, nhưng mà nó bị gần chín héo chứ không phải là chín nha. Cái kiểu nó hơi, nó không có giòn, nó dẻo dẻo, nó bọt bọt sao á. Cái cục này nó cứng luôn á. Này cứng không? Nó bị sượng. Cái chị bán nói là cái sầu riêng này nó dễ sượng lắm. Cái chị bán nói sầu riêng này dễ sượng lắm. Nếu mà khui ra mà chín rồi mà sượng á, thì để nguyên vậy, chị đổi cho trái khác. Mình nghĩ là do trái sầu riêng này nó chưa chín dữ nữa đó. Dù mình để từ hôm thứ sáu tới nay 3 ngày rồi mà nó cũng chưa có chín dữ rồi, nó ở trong nó còn hơi cứng à. Ngộ ngộ. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái bánh ngàn lớp phú sĩ này ha. Thực ra thì nó đẹp hơn cái này. Cái này là do là mình để vào trong cái này cho nên là nó bị nhúm nhéo nhăn nheo. Chứ thực ra là nó cũng bóng bẩy lắm chứ không đến mức. Thử nha. Có kem, có sầu riêng ở trong. Nhiều người làm cái món bánh này lắm, nhưng mà tùy theo chỗ, có chỗ sẽ làm kem nhiều, sầu riêng ít, có chỗ sẽ làm kem sầu riêng nó ngang ngang nhau, có chỗ sẽ làm sầu riêng rất là nhiều, ăn rất là ngon. Mình sẽ thử. Béo. Tại vì cái chỗ này là mình thấy là khá nhiều kem á. Lớp dừa phủ trên mỡ bạn ăn nghe sọc sọc mà mình cảm giác hình như bên trong cũng có dừa nữa. Bên trong cái phần kem và sầu riêng đó là cũng có dừa ở trong nữa. Cho nên là
ăn sẽ sọc sọc. Nó cũng gần giống như là bánh rếp sầu riêng này. Dạ, bánh ngàn lớp màu vàng vàng mấy bạn. Nhưng mà lạ cái là có dừa ở bên trong và có lớp dừa phủ ngoài để trang trí hay sao. Nó lạnh tại vì mình để trong ngăn đông rồi, hồi sáng giờ là mình để xuống ngăn mát rồi, bây giờ là nó mềm rồi. Chứ mình tưởng tượng nếu mà để ngăn đông nó cứng luôn, ăn sọc sọc vậy là cũng đã lắm. Thật ra thì trời mưa lạnh mà ăn món ngọt á thì khá là ngon, nhưng mà đặc biệt đây là món ngọt lạnh nên ăn cũng rất là thú vị nè. Bây giờ Thơm sẽ thử lại cái bánh rip sầu riêng này, thì mình cảm thấy trong ba cái thứ này, rip sầu riêng và sầu riêng phú sĩ và sầu riêng ốc khỉ, thì mình cảm thấy cái này là ngon nhất luôn á. Có lẽ là sau này mình sẽ ăn bánh của cái chị này làm, tại vì nó rất là hài hòa, sầu riêng trong rip rất là nhiều nhưng nó không có quá ngọt, cái kiểu ăn vào nó nguyên cái luôn mà cũng không cảm thấy ngán. Đặc biệt cái bọn này nó mình ơi là mình luôn, rất là thơm sầu riêng. Còn cái bánh này không thơm bằng. Toàn là sầu riêng không, rất là ít kem. Thường ngồi đầu cái bánh phú sĩ này trước, lấy về trước sao mới order cái bánh rip sầu riêng này ở một cái chị khác. Chị nói là có khi là sầu riêng, bánh rip sầu riêng, bánh phú sĩ giờ rất là nhiều bạn làm, nhưng mà nếu không biết có thể mua lầm, tại vì dao động cái giá này cũng, tức là cái ra bánh này mua rẻ hơn cái chỗ chị bán. Nhưng mà chị nói bây giờ mình ăn mình phát hiện đúng á, tại vì cái bánh rip của sầu riêng của chị rất là nhiều sầu riêng, rất ít kem. Còn lần trước mình ăn á là kem nhiều. Đặc biệt cái bánh rip sầu riêng bỏ vô trong cái hộp này cảm thấy rất là lịch sự và sang trọng, đẹp. Cảm giác giống như là ăn muối sầu riêng không vậy, rất là kem. Ngon lắm luôn á. Cảm giác ăn cái rip sầu riêng này y chang như là bạn cắn nguyên một cái muối sầu riêng vào trong miệng, ngập miệng luôn. Sầu riêng ốc khỉ, béo nhưng mà không quá ngọt. Cơm rất là dày, hạt rất là lép, vỏ rất là mỏng. Bánh sầu riêng ngàn lớp phú sĩ thì ăn hơi bị ngán tí xíu. Nhưng mà nếu bạn ít thì không sao, tại vì do nó có lớp dừa. Và có lẽ là mình mua cũng hơi bị lầm cái chỗ này là do kem hơi bị nhiều. Sầu riêng thì nó ít cho nên ăn là béo quá nên hơi bị ngán. Còn đặc biệt là cái bánh rip sầu riêng chỗ này cực kỳ ngon, vừa vị ăn, không có quá ngọt, không béo quá, tại vì rất là ít kem. Sầu riêng hầu như là ngập tràn trong cái bánh rip luôn, rất là ngon. Hôm nay Thường đã ăn rất là ngon miệng và rất là đã thèm. Hy vọng các bạn xem video nhớ cho Thường một like, một đăng ký. Và đừng quên ấn vào biểu tượng chuông theo dõi để luôn nhận được những thông báo về những video mới nhất của Thường nha. Chúc các bạn có thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn tràn đầy năng lượng sống. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.